Hôm qua, đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều làm trưởng đoàn đến khảo sát công tác dân vận, tình hình nhân dân, công tác tôn giáo dân tộc tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Khánh Thuận là xã đặc biệt khó khăn của huyện U Minh, xã có 190 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,46%, hộ cận nghèo 12 hộ chiếm 0,41%, có 164 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình nhân dân trên địa bàn xã ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và mở rộng, công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã tạo sức lan tỏa rộng rãi và được đông đảo nhân dân hưởng ứng ủng hộ. Hiện tại, xã Khánh Thuận đạt 14 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Khánh Thuận được tỉnh chọn tổ chức Tết quân dân nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 với chủ đề Đảng bộ huyện U Minh cùng nhân dân xã Khánh Thuận vui xuân đón Tết, chung sức xây dựng nông thôn mới. Một số công trình phần việc đã và đang triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đánh giá cao các mặt công tác của xã Khánh Thuận đạt được trong những tháng đầu năm 2024, đoàn công tác cũng trao đổi đưa ra một số giải pháp phối hợp thực hiện hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động tổ chức Tết quân dân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, đoàn công tác văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cà Mau đến thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phong Điền, đến nay xã đã thực hiện đạt 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại các ấp, các thành viên đoàn công tác thống nhất với kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Phong Điền và chấm đạt. Tuy nhiên, các thành viên đoàn cũng nêu lên một số hạn chế để Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục thực hiện trong thời gian tới và cần bổ sung thêm một số nội dung vào báo cáo trước khi trình cấp trên xem xét quy định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là chính thức bước vào năm học mới 2024-2025. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập trên địa bàn thành phố Cà Mau không nhộn nhịp như những năm học trước. Theo ghi nhận của phóng viên, việc mua sắm sách giáo khoa tại một số nhà sách khá vắng vẻ. Ngay từ cuối năm học 2023-2024, các cửa hàng nhà sách trên địa bàn thành phố Cà Mau đã chủ động nhập hàng đầy đủ, bảo đảm tốt nhu cầu mua sắm sách giáo khoa của các bậc phụ huynh và học sinh. Nhìn chung, các đầu sách năm nay không có thay đổi nhiều về giá cả. Một số bộ sách có giá thấp hơn từ 10 đến 15% so với năm học trước. Theo đó, giá một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 dao động từ 150.000 đồng đến 450.000 đồng. Ghi nhận tại nhà sách Fahasa, phường 1, thành phố Cà Mau. Năm nay, đơn vị đã chuẩn bị hàng chục đầu sách thuộc tất cả các bậc học. Đến thời điểm này, lượng sách xuất bán tăng nhẹ so với thời điểm trước đó, nhưng cũng không nhộn nhịp như mọi năm. Bên cạnh sách giáo khoa, thì các mặt hàng khác như tạp viết, dụng cụ học tập, cặp sách, đèn học cũng khá đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Lớp 5, con lên đây lựa sách để học rồi. Cứu có mấy cái sách bài tập để lên lớp rồi đầy đủ hết, cặp bóp viết đồ thiết rồi sách giáo khoa. Dạ, hôm nay em về nhà sách Pha Sa để mua sách lớp 7 cho em thấy giá cả cũng giống như mỗi năm. Dạ, sách giáo khoa 12 em cũng đã mua trước đó. Dạ, giá cả cũng dạ không quá cao. Tại một số nhà sách khác trên địa bàn thành phố Cà Mau, thị trường sách giáo khoa có phần trầm lắng hơn và giảm sức mua nhiều so với mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều phụ huynh đã đăng ký mua sách cho con trực tiếp từ giáo viên hoặc đăng ký mua sách tại trường. Việc mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập cũng được nhiều phụ huynh mua sớm từ đầu tháng 7. Thường là tới đâu thì mình giống như mình canh cái liều lượng á. Tới đâu thì mình nhập tới đó, nói ngay năm nay công ty cung cấp cũng đủ cho nên mình không có phải dự trữ nhiều. Khách mua tới đâu thì mình đặt tới đó vậy đó. Đa số người ta chuẩn bị đầu mùa cho con người ta là nhiều, thời điểm này mình cũng còn bán nhưng mà nó đã bắt đầu giảm, sức mua ít lại. Năm nay thì giảm một bộ được vài chục ngàn so với giá năm rồi.
Trước tình trạng sách giả, sách lậu tràn lan trên thị trường như hiện nay, các đơn vị cung cấp sách giáo khoa khuyến cáo học sinh, phụ huynh khi mua sách giáo khoa nên tìm đến những đại lý, nhà sách có uy tín trên thị trường để tránh mua nhầm sách không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Hôm qua, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh tổ chức hội thảo tổng kết lớp học tại hiện trường ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến tại ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Lớp học có 20 học viên, điểm thực hành một hộ. Các học viên được hướng dẫn 6 chuyên đề về thiết kế và xây dựng vuông nuôi, chuẩn bị vuông nuôi, chọn giống và thả giống, cách ủ vi sinh, sử dụng vi sinh trong vuông nuôi, chăm sóc và quản lý vuông nuôi, phòng trị bệnh và thu hoạch, bảo quản sản phẩm. Lớp học nhằm giúp người nuôi và những hộ tham gia nắm được kỹ thuật ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến, nâng cao tỷ lệ sống trong giai đoạn nuôi và giảm được chi phí về con giống, vật tư, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới và hướng đến mô hình bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, lớp học tại hiện trường còn giúp người nuôi thay đổi tập quán sản xuất cũ, liên kết các hộ nông dân để sản xuất theo quy mô tập trung, định hướng sản xuất theo hình thức kinh tế tổ hợp tác. Kể từ đầu mùa mưa đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Cái Nước tận dụng vườn tạp bờ vuông tôm, diện tích đất trước nhà và phần đất dọc theo các tuyến lộ bê tông ở nông thôn, xuống giống được gần 400 hectare rau màu. Trong đó có gần 300 hectare cho thu hoạch và 100 hectare đang được bà con nông dân gieo trồng. Theo đó, ở những nơi gần các điểm chợ, bà con nông dân cho trồng các loại rau màu ngắn ngày để dễ dàng vận chuyển và tiêu thụ. Riêng đối với địa bàn dân cư vùng nông thôn, bà con nông dân trồng bí đỏ và bắp trái cung cấp cho mối lái, tiết kiệm chi phí vận chuyển mua bán. Thông qua mô hình tận dụng vườn tạp bờ vuông tôm trồng rau màu trong những tháng mùa mưa, không chỉ đa dạng đối tượng cây trồng trên cùng diện tích mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh vùng đất nhiễm mặn, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Từ ngày 1 tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại 43 tỉnh thành phố. Các tỉnh còn lại sẽ thực hiện chi trả theo phương thức này từ ngày 1 tháng 9. Theo cơ quan này, luật bảo hiểm xã hội quy định người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Để đảm bảo tốt quyền và lợi ích này của người hưởng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng, song song triển khai linh hoạt các hình thức khác như chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi thông qua chủ sử dụng lao động, chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi đến điểm chi trả. Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam, 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2024. Tỉnh Cà Mau hiện có trên 17.000 người là nạn nhân của chất độc hóa học dioxin. Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ của nhà nước thông qua các chế độ chính sách, các cấp hội đã chủ động tích cực linh hoạt trong công tác vận động tạo nguồn vật chất để chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin. Kết quả từ khi thành lập đến nay, hội đã có trên hàng ngàn lượt tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ tiền, quà, vật chất hơn 130 tỷ đồng. Giai đoạn 2018-2023 là 59 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2024 vận động trên 8,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2024. Một số hình thức hỗ trợ chính như xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa nhà, cấp quà, gạo, xe lăn, xe lắc, khám chữa bệnh và hỗ trợ vốn sản xuất học bổng, giúp nạn nhân phần nào dỡ bớt khó khăn hơn trong cuộc sống sinh hoạt. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh trao kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam của Trung ương Hội cho 11 cá nhân. Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tặng 80 suất quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Hôm qua, Ban chỉ đạo 138 huyện Trần Văn Thời chọn xã Khánh Bình tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống và nghe báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Khánh Bình có những bước phát triển mạnh mẽ, phù hợp với thực tiễn địa bàn. Lực lượng công an xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xây dựng 48 mô hình dân vận khéo.
Thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an, triệt xóa 26 vụ, 58 đối tượng. Trong đó xử lý 16 vụ, 25 đối tượng gây rối, đánh nhau, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Trộm cắp tài sản 4 vụ, 8 đối tượng. Bắt xử lý 6 vụ, 25 đối tượng đánh bài, đá gà và các hình thức ăn tiền khác. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình tặng bằng khen và giấy khen vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban chỉ đạo 138 huyện trao tặng 5 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Khánh Bình. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Đầm Dơi xảy ra 84 vụ thiên tai, ước thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Trong đó có 71 vụ sạt lở đất, 9 vụ lốc xoáy và 4 vụ hỏa hoạn. Chỉ tính riêng lốc xoáy đã làm hư hỏng 4 căn nhà, sập hoàn toàn 5 căn, sạt lở đất làm hư hỏng 9 căn nhà và 3 cống tháo nước, 30 mét lộ nhựa, 900 mét lộ đất đen, hơn 650 mét lộ bê tông và 230 mét bờ kè chống sạt lở. Tình hình thiên tai do sạt lở trên địa bàn huyện vẫn tiếp diễn và có chiều hướng ngày càng phức tạp khó lường, mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Theo đó, cùng với dồn sức chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đảng bộ đề ra, công tác phòng chống thiên tai, mưa bão, lốc xoáy, sạt lở được huyện Đầm Dơi khẩn trương thực hiện không lơ là nhằm bảo vệ các công trình xây dựng cơ bản, lộ giao thông nông thôn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thưa quý vị, đây là một trong 14 căn nhà bị ảnh hưởng do trận lốc xoáy diễn ra vào ngày 26 tháng 7 vừa qua. Đến nay đã sau hơn 2 tuần rồi, nhưng mà nhiều căn nhà vẫn chưa thể khắc phục được. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đã 2 tuần trôi qua, nhưng ký ức kinh hoàng về trận lốc xoáy rạng sáng ngày 26 tháng 7 năm 2024 vẫn vẹn nguyên với những gia đình chịu thiệt hại từ cơn lốc. Theo người dân, chỉ khoảng 10 phút đi qua, cơn lốc đã khiến cho 14 căn nhà hoang tàn đổ nát, nhiều gia đình lâm vào cảnh không có nơi hương khói cho ông bà tổ tiên. Giờ em muốn có tiền đặng cất cái nhà lên đặng kinh bằng thờ ông già bà già về bên đây đặng thờ bằng đêm đốt nhang vậy đó. Giờ ông chồng em bệnh mà không có khả năng mà để cất cái nhà lại nữa. Đảng, nhà nước, rồi các mạnh thường quân rồi có thể tài trợ thêm số vốn thì mới gây cất nhà nổi chứ bây giờ nuôi con đang học đại học, nó học 4 năm rồi bây giờ mới có 3 năm rồi giờ tôm thất nữa rồi đem bị sự cố này nữa, tình hình vất vả quá. Theo ngành chức năng huyện U Minh, năm 2024 thiên tai diễn biến phức tạp hơn và gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn. Bão số 2 vừa đi qua chưa bao lâu, những vùng trồng lúa 2 vụ của huyện vẫn chưa kịp hồi sinh sau ngập úng thì lốc xoáy liên tiếp tàn phá 29 ngôi nhà, làm thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Riêng trận lốc xoáy vào ngày 26 tháng 7 tại xã Khánh Tiến thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng. Đến nay vẫn còn 4 căn nhà sập hoàn toàn chưa thể khắc phục. Theo quy định thì nhà sập hoàn toàn thì hỗ trợ được 40 triệu. Cái này về phía ủy ban xã thì đang thực hiện các cái quy trình để trình huyện, trình tỉnh thì hỗ trợ theo quy định. Cũng mong muốn các cái nhà hảo tâm rồi các cái tổ chức hội thượng nguyện thì cũng hỗ trợ cho người dân chưa khắc phục được nhà sập hoàn toàn á một phần tiền để cho được cất cái nhà ở ổn định. Trong khi địa phương vẫn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp khắc phục thiệt hại nhà ở, thì vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8 vừa qua, trên địa bàn xã Khánh Tiến tiếp tục xảy ra mưa lớn, kèm theo dông mạnh, lốc xoáy, khiến 3 ngôi nhà bị tốc mái. Nhà tạm của bà con hiện nay còn cũng nhiều, nên ảnh hưởng là cái tốc mái với sập nhà thì xảy ra cũng còn nhiều ở trên địa bàn huyện U Minh. Cái đề xuất là hiện nay thì nhất là xã nông nghiệp cũng hỗ trợ cho huyện U Minh là cái những cái chạm bơm, những cái khu sản xuất khép kín để phục vụ cho sản xuất bà con được ổn định hơn, tăng cường hơn nữa cái tập huấn về công tác tuyên truyền về cái chằng chống nhà cửa để cho bà con yên tâm trong cái mùa mưa bão. Trong nỗi đau mất nhà cửa tài sản, bà con xã Khánh Tiến, huyện U Minh đang khắc khoải mong chờ những mái nhà mới để ổn định cuộc sống sau cơn lốc.
Hôm qua, Liên đoàn Lao động huyện Thới Bình phối hợp với Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Việt ở xã Hồ Thị Kỷ tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn cho công nhân lao động toàn công ty. Đây là năm đầu tiên chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Bữa cơm công đoàn được tổ chức với gần 180 suất ăn cho tất cả các đoàn viên công nhân lao động của công ty. Khẩu phần ăn được chuẩn bị với các món ăn đa dạng giúp đoàn viên người lao động có bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe làm việc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thông qua đó tạo cơ hội giao lưu, gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn và lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo tốt hơn cho đoàn viên người lao động. Đồng thời mong muốn các công ty doanh nghiệp tiếp tục có các chương trình phúc lợi chăm lo cho đời sống công nhân nhằm khuyến khích người lao động tích cực sản xuất cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.